Xin chào các thành viên của Đạm Tech. Thì ngày hôm nay Ken sẽ cùng với lại Phát Tài giới thiệu với bạn một cái dòng tai nghe mới của Còi Xe, đó là dòng Vengeance 2000. Đặc biệt cái dòng tai nghe này là dòng tai nghe rất là đặc biệt. Không biết là anh Tài có thể giới thiệu tại sao nó lại đặc biệt đến mức như vậy không ạ? À thì như bạn thấy thì Tài đang nghe nhạc nhưng mà Tài không xài dây nào hết, chỉ có cái tai nghe thôi. Thì cái tai nghe này rất là biệt, nó là một tai nghe wireless và kết nối với chuẩn wireless 7.1, như với kết nối xa đến 40 feet các 40 bạn. feet là tương đương khoảng 12 mét. Yeah, 12 mét, các bạn thấy là khá là xa, các bạn có thể đi vòng vòng trong phòng mà các bạn không sợ là mình bị đứt nhạc giữa chừng. Thì như bạn thấy á, cái tai nghe này hai miếng đệm nhung, có hai miếng đệm nhung của tai nghe và cái tạo cho các bạn cảm giác rất thoải mái, bạn không có bị đau tai khi mà các bạn nghe nhạc. Một cái micro để các bạn có thể nói chuyện trực tiếp. Khi các bạn sử dụng chiếc tai nghe này thì khi chơi các game hành động, các bạn có thể tận hưởng cảm giác hồi hộp khi mà trong game âm thanh đến từ hướng nào thì chiếc tai nghe này sẽ tái hiện âm thanh chính xác đến từng mm như thế. Thì Rồi. không biết là có thực sự đến từng mm hay không, tuy nhiên là các bạn có thể xem cái màn loa màu xanh bên trong. Thì các bạn chú ý là cái màn loa nó trông rất là lớn, và thực ra ở đây nó có thể nói là một trong số những cái dòng tai nghe dành cho game thủ, và hay nói cách khác là một dòng tai nghe dành cho máy tính cá nhân, máy PC mà được sử dụng cái driver đến 50 mm. Thì chính do cái màn tai nghe rất là lớn và chất lượng rất là cao này giúp cho cái lượng khí đi vào nhiều hơn, và đặc biệt những bạn nào chơi game hoặc thích nghe những loại nhạc mà có những âm bass và âm trầm thấp á, thì nó sẽ đáp ứng được cái mong muốn của các bạn khi chơi game với cái công nghệ đặc biệt của Corsair, đó là cái driver hỗ trợ đến âm thanh vòm 7.1. Thì các bạn có thể xác định được vị trí của địch thủ trong game từ phía trước, từ phía sau, trên đầu, nói chung là sẵn sàng các bạn sẽ có thể tập trung toàn bộ vào trong cái game của mình. Không biết là Tài có chia sẻ thêm những thông tin gì đó không ạ? Thì hiện tại thì mình chỉ có thể nói với các bạn tới đây thôi, tại vì mình cũng chưa có test nhiều. Hy Ok, vọng thì về âm nhạc rồi về những cái trải nghiệm như vậy thì rất khó mà để tôi có thể truyền tải thông qua một cái video clip. Vì vậy nếu các bạn quan tâm, hoặc là game thủ, các bạn quan tâm đến một cái chất lượng tai nghe tốt, các bạn quan tâm đến những cái trò chơi mà nó ảnh hưởng nhiều về những cái chất lượng âm thanh, ví dụ như là Counter Strike, bạn cần biết đối thủ ở đâu, các bạn có thể trải nghiệm trực tiếp tại Aimtech, địa chỉ là 106 trên 7 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là các bạn có thể để lại comment của các bạn dưới cái video clip này, chúng tôi sẽ ghi nhận lại và sẽ mời các bạn đến để trải nghiệm những sản phẩm này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.